Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định 1241 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc đường dây 500 kV mạch 3. Thủ tướng chấp thuận nhà đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, đơn vị thành viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Dự án này có vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500 kV hiện hữu, đặc biệt khi công suất truyền tải cao theo giao diện Bắc Trung ở thời điểm các nhà máy thủy điện miền Bắc phát thấp. Dự án góp phần nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc Trung kết hợp với các cung đoạn đường dây 500 kV Quảng Trạch, Quỳnh Lưu, Thanh Hóa, nhà máy nhiệt điện Nam Định 1, phố nối, góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Dự án trải dài trên địa bàn 3 tỉnh là Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2023 đến năm 2025. 10 tháng năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có gần 2.300 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 76,4% kế hoạch năm. Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu thành lập mới từ 3.000 doanh nghiệp trở lên trong năm 2023 và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, hiện nay các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Bám sát kế hoạch phát triển doanh nghiệp năm 2023, từ đầu năm đến nay, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tập trung tuyên truyền, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp, đồng thời tổ chức hơn 100 khóa đào tạo khởi sự kinh doanh, bồi dưỡng kiến thức về quản trị kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, kịp thời tham mưu, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến nay đã có 8 trên 27 huyện, thị xã hoàn thành và hoàn thành vượt mục tiêu phát triển doanh nghiệp năm 2023. Ngay từ đầu năm thì thị trấn chúng tôi đã về họp và thành lập cái ban chỉ đạo và tiến hành để đi tuyên truyền, động viên các cái hộ kinh doanh mà có điều kiện để phát triển doanh nghiệp. Kết quả thì chúng tôi thực hiện đã thành lập được 16 doanh nghiệp. Với mục tiêu thành lập mới 3.000 doanh nghiệp, từ nay đến cuối năm, tỉnh Thanh Hóa sẽ phải thành lập mới gần 700 doanh nghiệp để hoàn thành được mục tiêu đề ra. Các ngành, các địa phương đang tập trung ra soát, đánh giá lại tình hình phát triển doanh nghiệp. Từ đó, triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, đưa công tác phát triển doanh nghiệp thực sự đi vào hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của địa phương. Được triển khai từ năm 2018, đến nay, Thanh Hóa đã có trên 414 sản phẩm OCOP, ngoài chủ thể là các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, thì sản phẩm OCOP thuộc các hộ sản xuất kinh doanh chiếm gần 40%. Việc xây dựng sản phẩm OCOP đã tạo động lực để các hộ gia đình sản xuất chuyên nghiệp hơn, nâng cao giá trị sản phẩm. Cơ sở bánh lá xăng bừa Nga Bi của chị Hoàng Thị Minh Ngà ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, ban đầu chỉ cung cấp sản phẩm cho những người quen trong xã. Quá trình xây dựng sản phẩm OCOP, chị Ngà đã đăng ký tem nhãn truy xuất nguồn gốc, đầu tư thêm máy hút chân không để bảo quản tốt hơn trong quá trình vận chuyển. Hiện nay, mỗi ngày cơ sở bánh lá xăng bừa Nga Mi cung cấp ra thị trường trong và ngoài tỉnh hàng nghìn bánh, tạo việc làm và thu nhập cho 10 lao động thường xuyên và thời vụ tại địa phương. Mình cũng khát khao là tham gia cái sản phẩm OCOP. Thứ nhất là mang đến cho người tiêu dùng một cái sản phẩm sạch từ cái cơ sở sản xuất nhà mình. Thứ hai nữa là mình cũng muốn quảng bá thương hiệu rộng hơn một chút nữa cho bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người nước ngoài nữa. Họ có thể là sử dụng cái sản phẩm bánh răng bừa, và sản phẩm bánh răng bừa này là một trong những đặc sản của xứ Thanh. Tính đến tháng 10 năm 2023, Thanh Hóa đã có 414 sản phẩm OCOP, trong đó gần 40 sản phẩm là sản phẩm của các hộ sản xuất kinh doanh. Quá trình xây dựng sản phẩm OCOP, các hộ đều quan tâm nâng cao chất lượng, bao bì nhãn mác, đa dạng sản phẩm, đầu tư thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất. Các hộ cũng được ưu tiên hỗ trợ thông qua các chính sách phát triển OCOP, quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Nhờ đó, các sản phẩm trong quá trình xây dựng OCOP và sau khi đạt chứng nhận có doanh số bán hàng lợi nhuận tăng lên từ 20 đến 40%. Cùng với các doanh nghiệp và khu vực kinh tế tập thể, việc phát triển sản phẩm OCOP là cơ hội để các hộ gia đình tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Khu vực miền núi Thanh Hóa có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và giàu bản sắc văn hóa là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch. Những năm gần đây, các huyện miền núi đã có nhiều giải pháp để phát triển du lịch, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp gần đây, hầu hết các huyện miền núi trong tỉnh đều xác định phát triển du lịch là một trong những chương trình kinh tế trọng tâm. Ngoài việc đẩy mạnh công tác quy hoạch, thu hút các chương trình dự án phát triển du lịch,
các huyện miền núi còn huy động mọi nguồn lực để đầu tư hạ tầng du lịch gắn với đa dạng hóa các loại hình và sản phẩm du lịch. Hiện nay, nhiều điểm du lịch ở khu vực miền núi đã từng bước mở rộng về quy mô với các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm, thu hút du khách. Từ năm 2020 đến nay, du lịch không chỉ góp phần tăng nguồn lực cho các huyện miền núi mà còn tạo việc làm và thu nhập cho hàng nghìn hộ gia đình trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia kinh doanh du lịch. Huyện đang tập trung chỉ đạo, thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, thì huyện cũng đang tập trung cái nguồn lực để đầu tư cho những cái điểm, những cái xã mà có tiềm năng để phát triển được du lịch cộng đồng, để cùng với bà con nhân dân là tạo thêm ý thức và trách nhiệm cao hơn nữa trong vấn đề khôi phục, phục dựng lại những cái bản sắc văn hóa của các cái vùng miền dân tộc địa phương. 11 huyện miền núi Thanh Hóa với hơn 1,1 triệu người dân, trong đó có gần 700.000 đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 7 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với những giá trị văn hóa đa dạng, phong phú, giàu bản sắc, cùng hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nếu được quy hoạch, đầu tư và quản lý tốt, du lịch sẽ thật sự là chìa khóa mở ra cơ hội giúp người dân miền núi giảm nghèo và làm giàu. Thưa quý vị và các bạn, MICE, loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, không bị chi phối bởi yếu tố mùa vụ, số lượng khách đông, thời gian lưu trú dài ngày đang hứa hẹn mang tới nguồn doanh thu cao cho ngành du lịch Thanh Hóa những tháng cuối năm. Với hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất đáp ứng tốt nhu cầu của dòng khách MICE, nên các cơ sở lưu trú từ 3 tới 5 sao tại Thanh Hóa vẫn thu hút khách. Với hạ tầng giao thông phát triển thuận lợi, các dự án cơ sở lưu trú quy mô lớn đi vào hoạt động, Thanh Hóa đang hội tụ mọi điều kiện để phục vụ dòng khách MICE chất lượng lên đến hàng nghìn khách cùng một thời điểm. Theo thông lệ, tháng 11 và tháng 12 là thời gian nước rút để các đơn vị lớn có đủ khả năng đáp ứng dòng khách MICE tập trung kéo doanh thu, lượt khách cho năm 2023. Với chúng tôi, khách MICE đem lại nguồn thu rất lớn. Vì vậy, việc đưa ra các chính sách là vô cùng quan trọng. Cùng với chương trình giảm giá phòng 35%, chúng tôi sẽ có những chương trình dành riêng cho khách hàng đối tác, khách MICE trong những tháng cuối năm như tặng voucher, giảm giá dịch vụ âm thanh, ánh sáng, hội trường, tổ chức sự kiện, chỉ khoảng 800.000 một khách. Theo đánh giá của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, lượng khách du lịch MICE có thể đạt tới 30% tổng lượng khách cho năm 2023 và mang đến giá trị doanh thu cao gấp 6 lần các loại hình du lịch khác. Song đây cũng là loại hình du lịch đòi hỏi mức độ cao về sự chuyên nghiệp, tính kết nối, chọn lọc các điểm đến, trải nghiệm. Vì vậy, ngoài chiến lược đầu tư cho loại hình này của các doanh nghiệp, thì ngành du lịch cần có những chính sách và định hướng rõ ràng để triển khai các giải pháp đồng bộ có sự phối hợp hiệu quả của các ngành, dịch vụ liên quan. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bắt đầu triển khai từ năm học 2020-2021. Bước sang năm thứ tư, chương trình đã áp dụng đối với khối tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4, khối trung học cơ sở từ lớp 6 đến lớp 8 và khối trung học phổ thông là lớp 10, lớp 11. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các thiết bị dạy học đi kèm chương trình giáo dục phổ thông mới vẫn chưa được cấp đủ tới các nhà trường. Tại Thanh Hóa, dù sách giáo khoa mới đã thay tới lớp 4 đối với khối tiểu học, lớp 8 đối với khối trung học cơ sở và lớp 11 đối với khối trung học phổ thông. Nhưng đến nay mới chỉ có lớp 1, lớp 2 và lớp 6 được cung cấp thiết bị. Điều này dẫn tới việc dù chương trình giáo dục phổ thông theo hướng đổi mới đã áp dụng nhưng vẫn chưa thật sự phát huy được hiệu quả như mong đợi. Đây là những cái thiết bị đi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 rất mới và cái danh mục thiết bị rất là nhiều. Cho nên là các cái nhà cung ứng là để đáp ứng được cái nhu cầu của ngành giáo dục là cũng nhiều đơn vị cũng chưa đáp ứng được. Thứ hai là cái lựa chọn thiết bị là với cái đầu danh mục quá nhiều như vậy thì các cơ sở giáo dục cũng lựa chọn rất là nhiều thời gian. Để nâng cao chất lượng giáo dục, ngoài đội ngũ giáo viên đóng vai trò nòng cốt thì cơ sở vật chất, thiết bị dạy học là yếu tố tạo động lực giúp học sinh có cơ hội được mắt thấy tai nghe, kết hợp học đi đôi với hành. Nhưng hiện nay, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, để đảm bảo hoàn thành mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới, trước mắt, việc dạy và học vẫn chủ yếu dựa vào nỗ lực khắc phục khó khăn, sự sáng tạo trong điều kiện thực tế của đội ngũ giáo viên và học sinh ở các nhà trường. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 ttv@gmail.com
hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 36 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.